Chery CSVX là mẫu SUV 7 chỗ sở hữu rất nhiều ưu điểm cùng giá bán mềm mại vừa lên kệ. Ở thị trường Trung Quốc, Chery CSVX có 3 phiên bản với mức giá dao động từ 228.900 đến 238.900 nhân dân tệ, tương đương 742 triệu đến 774 triệu. SUV này cạnh tranh với Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento. Chery CSVX được thiết kế mới Chris Rose, cựu nhà thiết kế hàng đầu của Mercedes-Benz và hiện là giám đốc trung tâm kiểu dáng châu Âu của Chery. Điểm nổi bật về ngoại hình của xe là hình dáng mặt trước được thay thế bằng lưới tản nhiệt nằm ngang lớn hơn, viền đèn pha màu đen, khe hút gió phía trước khá lớn. Bên hông xe, điểm nhấn chính là các đường gân dập nổi và vòm hốc bánh xe nhô ra hai bên tạo nên cảm giác bề thế hơn. Đuôi xe với đèn hậu dạng xuyên thấu, cánh gió cỡ lớn và cụm ống xả bố trí đối xứng. Kích thước của Chery CSVX lần lượt là dài 4.970mm, rộng 1.940mm, cao 1.788mm, chiều dài cơ sở 2.900mm, dung tích bình xăng 65 lít. SUV 7 chỗ này sử dụng bộ la răng hợp kim đường kính 20 in. Bên trong cabin, tông màu chủ đạo là đen nhưng có thêm các điểm nhấn màu vàng và xanh. SUV này có 3 màn hình bao gồm đồng hồ LCD, màn hình giải trí trung tâm và màn hình cho ghế hành khách phía trước, được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8155 và hệ điều hành Chery Lion 5.0, dàn âm thanh Sony 8 loa. Những trang bị tiêu chuẩn khác ở nội thất gồm đế sạc không dây, cho hai smartphone cùng lúc với công suất tối đa 50W, tính năng để nổ xe từ xa, nhận diện khuôn mặt, cửa sổ trời toàn cảnh. Ghế trước có chức năng thông gió, sưởi, massage, ghế hành khách phía trước có thêm tựa chân. Sức mạnh của Chery CSVX đến từ động cơ 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 261 mã lực và mô men xoắn cực đại 400 Nm. Hộp số Aisin 8 cấp kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh thế hệ thứ 6 của BorgWarner. We'll be right back.